Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam. Các bạn đã bước vào cuối tuần rồi là ngày thứ bảy. Thì hôm nay đã Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin nổi bật với các bạn. Hôm nay có thể là một video ngắn thường lệ. sẽ à, cố gắng không có chiếm quá nhiều thời gian à, để các bạn có thể là tận hưởng cuối tuần. Nhưng mà cũng có rất nhiều những thông tin nổi bật. Đầu tiên hết á, thì các bạn có thể nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay là một màu đỏ các bạn. Chỉ số Nasdaq hôm nay đã xuống 1.69%. S&P 500 xuống 1% và Dow Jones xuống 1% luôn. Nói chung, chứng khoán hôm nay đó rất là tơi tả và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng dầu thì bây giờ không có sự thay đổi nhiều các bạn cũng cứ đó mà thôi 76 đô cho một thùng dầu hiện tại. Còn về vàng đó thì hôm nay tiếp tục xuống thêm một chút nữa các bạn. Chúng ta đang ở cái mức rất là gần 1.800 đô. À, bây giờ là 1.818 đô thôi. Còn về crypto thì sao? Crypto đó thì các bạn sẽ thấy được là hôm nay là một ngày cũng không có phải là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta có một cái đợt điều chỉnh liên quan tới BTC và cách đây vài tiếng đồng hồ đó, cách đây khoảng chừng là 4 giờ à, thì chúng ta có thể nhìn thấy được là giá của BTC đã xuống tới mức là 22.517 đô. Có thể đây là cái đợt à, điều chỉnh đáng kể nhất mà chúng ta thấy từ khi mà có cái sự tăng trưởng tới bây giờ. Các bạn có thể nhìn thấy được là giá của BTC là chúng ta tính mức là khoảng 25.300 đô đi thì xuống tới mức thấp ngày hôm nay đó là điều chỉnh khoảng chừng là 11% các bạn và hiện bây giờ thì giá mức là 23.191 thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại vì chúng ta có nhìn thấy được là không chỉ riêng là BTC mà cả thêm crypto đó xuống cỡ đó các bạn. Nếu chúng ta so sánh giá của BTC bây giờ với là giờ này ngày hôm qua đó trên con cầu thì xuống 3.2%. Nói chung đó, thì xuống 3.2% cũng không phải là một cái con số xuống gọi là quá nhiều. Thật ra người ta bây giờ đó nhiều người thì lo lắng nhiều hơn là phần trăm xuống giá của btc nhưng mà lo lắng thì cũng có lý do đó các bạn để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn những đồng khác đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là phần trăm xuống thì cũng có đó các bạn có một số đồng hơn một chút giống như là cardano hay là okb Polygon, Dogecoin, vân À, Trong cái top 100 này đó, thì chúng ta thấy được chúng ta vẫn có một số à, những cái đồng thuộc về à, những cái đồng trong cái trend đang tăng trưởng bây giờ đó chính là AI các bạn Chúng ta vẫn có Fetch.ai vẫn tăng 9.1% và Singularity.net à, tăng 10.6% các bạn Hôm nay có một cái thông tin à, liên quan tới Singularity và ADA thường sẽ chia sẻ một lát nữa với các bạn và chúng ta được là optimism thì sau khi mà có cái thông tin liên quan tới Coinbase base chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là optimism có sự tăng trưởng 5.3% so với giá ngày hôm qua nhưng mà cũng có thêm thông tin liên quan tới Coinbase base tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau khi thường nói về cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay đó chính là cái thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát PC cái mối lo sợ bây giờ hàng đầu à, của những nhà đầu tư đó là liên quan đến chỉ số PCE thì các bạn đã biết là hôm nay đó chỉ số này đã được công bố và chỉ số PCE này đó là một chỉ số đo lường phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng nó cũng có một cái phần tương tự giống như là CPI đây là hai cách đo lường mỗi tháng chúng ta đều nhận được một chỉ số CPI và một chỉ số PCE thường nên hai chỉ số này đi cùng một xu hướng nhưng mà đợt này thì lại không phải à, cho nên mới có cái sự lo ngại và PCE là cái chỉ số mà chủ tịch John Powell của Fed quan tâm đến nhiều hơn Thì cái thông tin chúng ta nhận được ra hồi sáng này là Core PC Có nghĩa là chỉ số phần trăm lạm phát PC không tính năng lượng và thực phẩm Thì đã cao hơn ước tính tăng 0.6% so với tháng trước đó Ước tính là tăng 0.5 thôi các bạn thì bây giờ đã tăng nhiều hơn và các bạn thấy được là so với lại 12 tháng trước đó đó là 4.7% so với ước tính là chỉ có 4.4 mà thôi thì nói chung core PCE đã có con số cao hơn là ước tính cũng coi như đáng kể chúng ta có nhìn thấy được là PCE à, chúng ta tính tổng đó thì có sự tăng trưởng 0.6% so với tháng trước đó và so với một năm trước đó là 5.4% trong khi ước tính là chỉ có 5% mà thôi thì điều này làm cho nhiều nhà đầu tư đó bắt đầu có cái sự lo lắng chúng ta cũng đã nhận được thông tin chỉ số CPI ở cách đây hai tuần hay gì đó các bạn hãy nhớ là chỉ số PCI tuy là không có như là ước tính nhưng mà các bạn vẫn thấy được là cái chỉ số đó dù sao cũng có xu hướng là ngồi xuống chỉ là không có giảm nhanh như là nhiều người mong đợi mà thôi nhưng mà PCI đó thì không phải như vậy các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được cái thống kê Đến từ cái bộ thông tin kinh tế của Hoa Kỳ à, Có nghĩa là BEA Chúng ta có nhìn thấy được là PCE đó Đây là từ tháng 1 chúng ta tính từ tháng 9 cho đến tháng 1 của năm nay Cái chỉ số chúng ta nhận được ngày hôm nay là Tuy chúng ta nhận được thông tin tháng 2 Nhưng mà thật ra đó là chỉ số của tháng 1 Tại vì tháng 2 thì vẫn chưa kết thúc Chúng ta sẽ nhận được thông tin tháng 2 vào tháng 3 Thì chúng ta nhìn thấy được là PCE Tháng 9 là 6.3% Tháng 10 là 6.1% tháng 11 là 5.6 và tháng 12 đó là 5.3 và chúng ta nhìn vào core PC đó thì chúng ta bắt đầu là từ 5.2 rồi xuống còn 5.1 rồi xuống còn 4.8 rồi 4.6 các bạn nhưng mà các bạn thấy được là cái cột mới nhất đó thì chúng ta lại không thấy cái sự sụt giảm mấy tháng qua các bạn thấy được là tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 đều liên tục có cái sự suy giảm của chỉ số này nhưng mà ngược lại đợt này đó thì con số không những là không suy giảm mà còn tăng một chút nữa các bạn. Chỉ số tháng vừa rồi là 5.3, trong vòng 12 tháng vừa qua cho uh, PCE bây giờ là 5.4, còn core PC là 4.6 bây giờ là 4.7. Cho nên nhiều người đó lo lắng tại vì họ không có thấy cái chỉ số này tiếp tục ngủ lại giống như là PCI và nếu chúng ta nhìn cái biểu đồ của thông tin tương tự đó các bạn thì chúng ta có liên tục là một tháng 2 tháng 3 tháng suy giảm nhưng mà đợt này đó thì lại không suy giảm mà tăng nhẹ là một chút. Có thể nhiều bạn nói là chúng ta có thể là đã phản ứng quá rồi tại vì đúng là chỉ số này đã có cái sự tăng trưởng so với cái chỉ số tương tự tháng trước đó nhưng mà chúng ta so sánh PCE 5.3 với 5.4 thì là cũng cỡ đó mà thôi và 4.6 so với 4.7 cho core PCE cũng cỡ đó mà thôi. Nhưng mà cái sự khác biệt ở đây đó, cái con số này nó khác với lại ước tính khiến cho nhiều người lo lắng. Và nhiều người đó lo lắng Đương nhiên là tại vì liên quan tới FED Mọi người đó thì lo lắng là cái cuộc họp kế tiếp này của FED Sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 3 Các bạn nghĩ là còn khoảng chừng 25 ngày nữa đó Thì lúc đó FED lại sẽ cao quyết định là tăng lãi suất và tiếp tục tăng lãi suất nhiều hơn nữa tính và giữ lãi suất cao dài hơn nữa tính. Nhiều người thì lo lắng điều đó sẽ dẫn đến là kinh tế sẽ đi vào suy thoái. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan đến CME Futures thì các bạn thấy được là 73% bây giờ thì những cái lệnh Futures đang nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất 0.25%. Phần lớn có nghĩa là như vậy các bạn nhưng mà chúng ta lại có một con số cũng không phải là nhỏ đâu là 27% nghĩ là Fed có khả năng là sẽ tăng 0.5% trong cái cuộc họp tháng 3 này Rồi chúng ta lại có thêm một cái thông tin nữa Khiến cho nhiều người đó lại càng lo lắng hơn Nhưng mà thật ra đây là một cái lập luận Bài nghiên cứu đến từ một cụ Fed trước đây mà thôi Có nghĩa là cái người này bây giờ đã không còn là làm việc cho Fed nữa các bạn Đây là cựu thống đốc của Fed Patrick Michigan. thì người này cùng với một số những người khác đó đã viết một cái bài nghiên cứu và cuối cùng thì ông ta đưa ra kết luận là như thế nào? Ông ta đưa ra kết luận là Fed khả năng cao là phải tiếp tục tăng lãi suất dài hơn là nhiều người mong đợi và sẽ giữ lãi suất lâu hơn là nhiều người mong đợi khiến cho nền kinh tế có thể đi vào suy thoái trước khi mà Fed thực sự có thể đẩy lùi lại làm phát các bạn và đương nhiên đây là cái ngày mà chúng ta lại có chỉ số PC không như mong đợi. Thuận thì cảm thấy giống như là có một số những nhà báo các bạn họ đã có thông tin này có thể trước đó rồi nhưng mà họ không có chia sẻ thông tin này mà họ đợi đến ngay cái ngày mà chúng ta có PC không như ước muốn thì lại tung ra thông tin này cùng một ngày luôn để cho mọi người nó quan mang hơn đó là cái suy nghĩ của thuận mà thôi tại vì thuận cảm thấy là nhiều khi chúng ta thấy là cái ngày nào mà xấu đó thì có nhiều tin tức xấu liên tục được tung ra nó giống như là làm cho mọi người hoảng loạn cực độ gì đó trong khi mà chúng ta thấy được là những tin tức này có thật sự là họ mới nhận được hôm nay hay là không Đó là điều mà thủ muốn chia sẻ đây với các bạn Nhưng mà dù sao đây nữa bài viết này cũng khiến cho nhiều người lại càng hoang mang hơn Thêm mời đó thì chúng ta lại thấy được là chỉ số DXY hôm nay lại tiếp tục tăng trưởng các bạn Bây giờ mức cũng rất là cao là 105.26 các bạn thì rồi chúng ta cũng đã có một cái thời gian chỉ số này ngụy lại và nhiều người cũng đang mong đợi chỉ số này tiếp tục ngụy lại. Cái lần cuối cùng chúng ta thấy cái chỉ số này ở cái mức thấp đó là khoảng chừng 100 8 điểm các bạn vào khoảng chừng là ngày 2 tháng 2 của tháng này nhưng mà sau đó đã tăng ngược trở lên ở mức là 105.26 hiện tại. Và đây là một cái chỉ số mà thường là có cái sự tương quan âm với tình hình của chứng khoán nói chung thì đương nhiên nhiều nhà đầu tư chứng khoán hy vọng là chỉ số này ngủ xuống nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy điều đó xảy ra các bạn ngủ một chút bây giờ lại nóng trở lại rồi và thôi nghĩ sao về những thông tin này thật ra đó khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số xu hướng của CPI hay là PCE, thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn trước đây đó, khi mà chúng ta nhìn vào cái uh, tài liệu lịch sử của CPI, tại vì thường không có kiếm có tài liệu tương tự uh, cho PCE, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là lịch sử giả sử như trong vòng 25 năm qua đi, thì chúng ta sẽ lấy cái uh, ví dụ của thời điểm này, cái này là khoảng năm 2012, thời điểm đó các bạn được là phần trăm lạm phát uh, cũng đã tăng cao, không có cao như bây giờ, nhưng mà lên tới khoảng chừng là 4% các bạn. Rồi sau đó phần trăm lạm phát CPI cũng đã trên con đường đi xuống nhưng mà trên con đường đi xuống này đó không phải là một đường thẳng các bạn cũng như là khi mà tăng đó giống như trước năm 2010 ở cái khúc này tăng lên nhưng mà cũng không phải là tăng một đường thẳng thì đi xuống cũng như vậy các bạn chúng ta cũng sẽ có một số đợt đi xuống liên tục rồi sau đó có một cái sự tăng trưởng nhẹ cho lên nhưng mà không có lập đỉnh mới mà chúng ta được là sau đó thì uh, phần trăm làm phát lại tiếp tục cái xu hướng giảm thì đối với thuận khi mà chúng ta trở lại để mà nhìn vào cái xu hướng của PCE chúng ta thật ra bây giờ chỉ mới thấy có một tháng mà cái uh, phần trăm PC nó lại uh, tăng lên một chút thì cũng không nói lên được gì đâu các bạn nó cũng không có phải là một dẫn chứng cho thấy được là đã có một sự thay đổi và làm phát một lần nữa lại sẽ tái diễn và lại sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa thì điều đó cũng không hẳn là sự thật đâu chúng ta cần phải có thêm tài liệu và cũng giống như là chúng ta đã từng nghe chủ tịch John Powell đã nói khi mà chúng ta thấy được là cái chỉ số PC giảm xuống tháng này và tháng nọ đó thì cho dù chúng ta đã có ít nhất là 3 tháng rồi ngay cả 3 tháng tài liệu nhưng mà chủ tịch John Powell cũng nói là không có đủ để đưa ra bất cứ quyết định một thời gian ngắn đó chỉ số lạm phát có thể đi vào một xu hướng cũng không có phải là dẫn chứng cho thấy được là đó là cái xu hướng dài hạn của phần trăm lạm phát thì đối lập luận đó bây giờ cũng vậy các bạn tôi nghĩ là nếu như mà chủ tịch John Powell có lời phiêu ngày hôm nay đó tôi nghĩ là ta cũng sẽ nói là tuy đã thấy được là phần trăm lạm phát đã không có tiếp tục giảm xuống cho chỉ số PCE nhưng mà một tháng có sự tăng trưởng cũng không nói được điều gì cái mà quan trọng hơn đó là tháng sau các bạn tháng sau chúng ta muốn xem coi là chỉ số PCE, CPI và chỉ số thất nghiệp như thế nào cái đó mới là quan trọng nếu chúng ta có hai tháng mà liên tục leo thang đó Đúng đó chúng ta cần phải lo lắng nhiều hơn Nhưng mà bây giờ thì cũng chưa hẳn đến đó đâu Nhưng mà cái mà chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý Là nếu như mà những bài nào mà chờ đợi trong cái cuộc họp tháng 3 này Fed nói là sẽ không tăng lãi suất nữa Thì khả năng đó hầu như là không khó các bạn Cái khả năng cao hơn trong cuộc họp tháng 3 này đó là Fed sẽ tăng 0.25% Và không bàn đến việc khi nào mà dương tăng lãi suất cho đến khi nào mà chúng ta có thêm tài liệu nữa cho thấy là lạm phát thực sự có xu hướng giảm dài hạn, các bạn có thể nghĩ đơn giản như thế này, mỗi một lần mà chúng ta thấy cái chỉ số CPI hay là PCE đó không tiếp tục giảm nếu mà tăng trở lên một chút, thì chúng ta phải reset làm lại từ đầu, các bạn chúng ta lại cần phải có những dữ liệu sau đó cho thấy là xu hướng là xuống đi xuống trước khi mà fed một lần nữa lại cảm thấy an tâm hơn, đó là gì mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn chúng ta cũng chưa cần phải lo lắng nhiều ở thời điểm này chúng ta cần phải chờ thêm một tháng nữa để xem có những chỉ số đằng sau ra sao nhưng mà khả năng cao là chúng ta sẽ thấy là fed lại sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cái đợt này và sẽ không bàn đến việc khi nào mới ngừng tăng còn về với cái sự xuống giá của ngày hôm nay đó chúng ta có thấy nhiều lệnh đòn bẩy bị thanh lý hay là không thì nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng lệnh đòn bẩy bị thanh lý dựa theo con class đó, thì không có nhiều các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng 12 giờ qua tổng cộng là có 140 5 triệu đô la lệnh đòn 7 bị thanh lý Chúng ta tính chung hết tất cả các, các sàn và tính chung hết những đồng lớn Chứ không phải là riêng BTC Đương nhiên Bitcoin là cái phần lớn nhất trong đó rồi Và trong giờ một ngày qua Cái số lượng lệnh đòn 7 bị thanh lý là 163 triệu Không phải là nhiều các bạn Những ngày mà thanh lý nhiều rồi chúng ta sẽ thấy được con số này Có thể là lên tới 6-7 lần chứ không phải là như vậy Và chúng ta có thể nhìn thấy được là đương nhiên Khi mà lệnh bị thanh lý hôm nay đã phần lớn là lệnh long các bạn chúng ta nhìn vào trung bình trong vòng 12 giờ qua thì 91% lệnh bị thanh lý là lệnh long rồi với cái số lượng lệnh long bị thanh lý nhiều nhất đó là ở trên binance cái đó là bybit và sau đó là okx nhưng mà chúng ta không thấy nhiều lệnh đòn 7 bị thanh lý à, thì cũng hợp lý thôi các bạn tại vì chúng ta cũng đã từng nhìn xem những thông tin như là hiện bây giờ đã có nhiều lệnh đòn 7 liên quan tới BTC trên những sàn hay không thì à, các bạn cũng đã thấy cái biểu đồ trên màn hình rồi Tuy là chúng ta thấy được là gần đây đã cũng có một cái sự tăng trưởng của cái đường màu xanh này có Nghĩa là đã có nhiều lệnh đòn bẩy xuất hiện hơn liên quan đến BTC Nhưng mà so sánh trong thời gian một năm qua thì cái số lượng này cũng không đáng kể đâu các bạn Cho nên chúng ta mới thấy được là cho dù có tin xấu giá cả đi xuống Nhưng mà nó cũng không có giật mạnh xuống các bạn Nó không có giống như là chúng ta thấy được là khi mà giá tăng gần đây đó Tăng mạnh và tăng liên tục Tại vì chúng ta có nhiều lệnh số bị thanh lý Định lon cũng bị thanh lý nhưng mà không có nhiều Tại vì thật sự bây giờ không có nhiều định lon trên thị trường Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là những lệnh trên thị trường đó Cái phần trăm đồng bảy sử dụng có nhiều hay không Thì câu trả lời là thấp các bạn Chúng ta nhìn thấy được là đây là cái biểu đồ trong vòng một năm qua phần trăm đòn bẩy sử dụng là bao nhiêu các bạn có thể nhìn thấy được là cái đường màu xanh này đã có cái sự tăng trưởng lên tới khoảng chừng là tháng 10 của năm ngoái rồi sau đó chúng ta đang ở một mức thấp hiện tại có nghĩa là không những là chúng ta có ít lệnh đòn bẩy hiện bây giờ trên những sàn mà những lệnh đòn bẩy nó cũng không có sử dụng nhiều phần trăm đòn bẩy rồi nói tới on chain đó thì thùng sẽ chuyển qua đi mà chia sẻ hai cái tài liệu mà nhiều bạn thường hỏi nhất. Thứ nhất đó chính là chúng ta có thấy động thái là nhiều người đẩy BDC lên trên sàn giao dịch hay không? Thì câu trả lời là không có các bạn. Thật ra nếu chúng ta nhìn vào một tuần qua đó, cho dù là chúng ta thấy sự dao động của giá cả như thế nào, chúng ta thấy cuối cùng là cái số lượng nạp vào và rút ra cũng không phải đáng kể đâu các bạn. Nói chung thì chúng ta không có thực sự thấy thêm nhiều bitcoin ở trên những sàn giao dịch. Và Ethereum đó thì cũng tương tự các bạn nhưng mà thậm chí Ethereum đó chúng ta đã nhìn thấy được là vào ngày 9 tháng 2 đó đó là cái thời gian mà chúng ta có nhiều tờ rời khỏi và sau đó chúng ta lại có thêm một ngày nữa gần đây là ngày 12 tháng 2 chúng ta cũng có một số lượng lớn Ethereum rời khỏi những sau giao dịch rồi sau đó chúng ta thấy được phần lớn là rời khỏi chứ không phải nạp vào và cái số lượng rời khỏi nạp vào trong nhiều tuần qua cũng không đáng kể Nói chung đó thì Bitcoin và Ethereum chúng ta không có thấy dấu hiệu là nhiều người đầu tư nạp tiền lên trên sàn hay là rút ra Rất im lặng hiện bây giờ Còn về hiện bây giờ có bao nhiêu phần trăm Bitcoin đang có lời Dựa theo tài liệu on -chain thì Classno cho chúng ta thì được là phần trăm Bitcoin đang có lời bây giờ là 71.5% ở thời điểm hiện tại